Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4. Trong ngày hôm nay, 18 tháng 8, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, vùng núi khu vực Bắc Trung Bộ. Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tiếp tục được đưa ra đối với các tỉnh vùng núi, khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất bao gồm Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Trước đó, trong 2 ngày 16-17 tháng 8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cá biệt một số nơi lớn hơn như km 46 của Sơn La, Bản Triềng, Hòa Bình. Những nơi có lượng mưa trên 200mm gồm Mường Lát, Thanh Hóa, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp của Nghệ An. Về diễn biến lũ trên các sông, hiện lũ trên sông Thao của Yên Bái, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu ở Thanh Hóa, sông Cả, Nghệ An đang lên nhanh, sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn lên chậm và đang ở mức đỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2.